Hello, chào tất cả các bác, chào tất cả các bác đến kênh nhìn đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic Hôm nay đang gặp với các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng phẩm T-shirt Và chiếc này chúng ta thì sẽ có thiết kế đường bi vàng hồng và đi kèm với em nó sẽ là bộ dây thép không gỉ Đây là một dòng phẩm cũng khá là hiếm của dòng phẩm T-shirt ở trên thị trường hôm nay chúng ta anh em nhé Thông thường thì với cái màu sắc này thì anh em sẽ bắt gặp với thiết kế dây da là nhiều hơn à, Trước hồ ngày hôm nay chúng ta làm chiếc hàng đi full box đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em À, thương hiệu t-shirt thì làm thương hiệu đồng hồ đã quá nổi tiếng tại thị trường đồng việt nam chúng ta rồi đấy một thương hiệu cực kỳ dễ nhận biết ở thị trường đồng việt nam chúng ta à, Nếu nếu anh em là người có chu vi của tay to một chút tức là khoảng tầm từ 16,5 cm trở lên và đang muốn tìm kiếm một chiếc đồng hồ đó thiết kế nó sai mặt nó vừa vặn nó to to một chút đeo trên tay thì uh, chiếc uh, dòng sản phẩm t-shirt Chemin là một dòng sản phẩm lựa chọn rất là tuyệt vời cho anh em tại vì như anh em biết thì uh, t-shirt thì thông thường họ thiết kế sai mặt đồng hồ chỉ lên quanh khoảng 38 39, 40mm và 9 đến 40 mm mà thôi rất ít những mẫu dress watch của họ có thiết kế sai mặt lên đến 42 mm như dòng sản phẩm này đấy cho nên đây là một dòng sản phẩm rất phù hợp với anh em cho chu vi của tay lớn một chút ở thị trường đồng nam của chúng ta anh em nhé Trước khi đến cơm trước đầu trong video ngày hôm nay, sẽ mong anh em dành một chút thời gian còn một hai giây thôi, người nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn của chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới, youtube sẽ thông báo cho anh em. Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào bên cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ hơn với chiếc t-shirt minh trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc t-shirt thì nha, hôm nay em giới bác thì nhiên đã nói thì đây là một chiếc hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ và các bộ kiện đi kèm cho anh em. À, và đây là một chiếc đồng hồ thiết kế size mặt to 42 mm thì sẽ vừa với anh em một chu vị cái tay to một chút ở thị trường đồng nam chúng ta và anh em ưa thích cái thương hiệu t-shirt. À, mặt số ngày này thì sẽ thiết kế mặt số màu trắng. Tuy nhiên thì với cái phối màu của hãng thì nó sẽ có cảm giác nó hơi ngả cho ánh màu vàng hồng một chút. Thân vỏ và dây sẽ làm hoàn toàn từ chất liệu thép công kỳ 36L. Và anh em có thể thấy chúng ta sẽ, trên này sẽ sử dụng bộ dây thép đúc đặc có 5 mắt dây khóa là một chiếc khóa bấm hai bên mà có logo của hãng ở phần đuôi khóa này đáy sau ở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động của bộ máy bên trong về tổng thể thì chiếc đồng hồ tia này thì nó vẫn sử thiết kế nhẹ nhàng đơn giản và tinh tế khá là quen thuộc của chiếc đồng hồ Rolex đến từ thương hiệu tia sét thiết kế ba kim bằng một, một linh em này thì sẽ sử hữu phần kia lịch ngay ở góc 6 giờ và anh em hay gọi là lịch lục à, thiết kế đẹp anh em nhé mặt số màu trắng kim một góc số được mạ PD bằng không là mang đến nét trả trung sang trọng và khá là lịch lãm À, về uh, chiếc đồng hồ này chúng ta thì cái trọng lượng khi mà anh em cầm trên tay thì cảm giác thì cái trọng lượng của em nó sẽ ở mức rất vừa phải thôi anh em đeo trên tay rất là gọn gàng nhẹ nhàng và khi mà chúng ta đeo đồng hồ thì vít lách có máy nó hoạt động của tay thì rất là thoải mái tiếp theo nữa thì sở hữu thiết kế sai mặt đẹp đấy mặt số rất là đẹp với có thiết kế vân guliche vào ngoài cùng này bộ độ hoàn thiện thì cực kỳ tốt anh em nhé với em chiếc đồng hồ đến từ sản phẩm t chemin về về độ hoàn thiện em đánh giá cũng khá là tốt sử xe mặt 42mm và độ dài mặt số 10mm thì chiếc đồng này hứa hẹn sẽ phù hợp anh em với chu vi của tay khoảng tầm từ 16,5cm trở lên Để anh em lưu ý một chút về cái chu vi của tay khi mà đeo chiếc đồng này về mã sản phẩm thì chiếc đồng này chúng ta thì sẽ có mã sản phẩm của em nó là T099.407.22.038.02 đây chúng ta có các thông tin như là thân vỏ làm tác không gỉ mạ PVD màu vàng hồng mức chống nước 53 tương đương 5m máy automatic và kính sapphire được phủ chống lóa non reflecting ở đây với chiếc hồ có cấu hình kính sapphire phủ chống loá thì anh em nhìn mặt số của nó sẽ rất là trong trẻo đấy. Còn chiếc này thì nếu anh em mua tại store, anh em có thể tìm kiếm cái mã sản phẩm em vừa mới đi, show đấy thì anh em có thể thấy là chiếc đồng hồ này có mức giá bán ở tại hãng số lanh quanh khoảng 22 đến 23 triệu đồng. Đấy, tuy nhiên hôm nay bên em có một chiếc hàng New World box về bác với mức giá rất là tốt. Với chiếc t-shirt này thì bên em đang có sẵn với mức giá là 11 triệu đồng anh em nhé một triệu đồng cho chiếc đồng này và đây là một mức giá phải nói là cực kỳ tốt rồi anh em mà yêu thích chiếc đồng tí xuất trên thì có thể chốt luôn thời điểm tại với cái mức giá tốt như thế này đến khi hôm thiết kế phần mặt số thì anh em có khi mà em zoom kỹ hơn thì chúng ta sẽ nhìn cái mặt số này của em nó thì nó chúng ta sẽ thấy là mặt số nó chia làm hai lòng khá rõ đây Lòng ngoài cùng được trả vân guliche này chúng ta sẽ phần cọc số đồng hồ thì cọc số các góc giờ 3, 6, 9, 12 chúng ta sẽ cọc số là mã còn góc số lại chúng ta có vạch đơn bình thường và anh em lưu một chút thì cọc số sẽ được làm từ thép công kỷ gắn nổi trên mặt số và chúng ta sẽ đánh bóng toàn bộ và khả năng bắt sáng phản quang tốt à, trên đôi hai phần là lòng này ra chúng ta sẽ có cái bánh Antrim cho phút được làm màu đen như này đó ở à, lòng bên trong cùng chúng ta sẽ đánh phây trước vân trước ở phần mặt số trải tiền sáng sắt bớt ta có logo của hãng ở góc 12 giờ ở góc 6 giờ dòng chữ trên min và đây là tên dòng phẩm của máy cơ báo tích 80 và gian tích có 80 tiếng cực kỳ nổi tiếng của thương hiệu t-shirt à, lịch ngày góc 6 giờ lịch lộc và dòng chữ suýt mách quen thuộc của chân hội thị sĩ ở đây à, bộ ba kim thị chúng ta kim dây thanh mảnh cho một mà, kim giờ và kim phút được làm dạng kim thon dài vút nhọn đầu kim và cả ba kim này chúng ta cũng sẽ được mạ vàng hồng và đánh bóng À, thiết kế mặt số trắng kim cọc mạng và hồng nó mang được nét trẻ trung sang trọng và lịch lãm khi mà anh em đeo được hồ trên cổ tay kính xe phiên cổ chống trước phủ chống lóa xem mặt số rất là dễ dàng trong trẻo và đây chúng ta sẽ có được là cái nền rồi bên ngoài nó sẽ đánh về bóng và hoàn thiện với cái tông màu vàng hồng đây chúng ta sẽ có được là cái càng trên và dưới sẽ đánh phơi sức cạnh bên nó cũng sẽ được hoàn thiện phơi sức em nhé thiết kế càng của chiếc hồ này thì nó sẽ hơi cong vào một chút đeo sẽ ôm tay hơn đúng chỉnh thì có logo của hãng và cũng sẽ được mạ PD vàng hồng rất là quen thuộc của chiếc hộp đây về bộ dây đi kèm, thì kèm chúng ta sẽ có dây thép không gỉ đúc đặc và đây chúng ta sẽ có năm mắt dây ba mắt đánh về sức màu thép bạc và hai mắt được đánh về bóng mạ màu vàng hồng thì cái đầu mi mang đến cái nét mềm mại tinh tế và khá là đẹp khi đeo đồng hồ trên cổ tay với phần càng như này thì nếu anh em thích đeo dây da chúng ta có thể mua một bộ dây và khóa bên ngoài anh em thay vào chúng ta đeo phần dây da vào mùa đông nó sẽ ấm tay hơn còn mùa hè anh em có thể sử dụng với chất liệu dây thép không gỉ để nó thoáng khí và thoáng mùa tay mã tay khóa nằm trước khóa bấm hai bên và phần đuôi khóa này thì anh em có thể thấy nó sẽ có logo của tí sớt bằng 853 Đấy, hoàn thiện dây rất là đẹp anh em nhé dây đúc dài dặn và chắc chắn đấy và về cơ bản về ngoại hình còn về kích thước thì chiếc này thì chúng ta đo thì xe mặt là 42 42 mm này đấy. độ dài mặt số của chiếc này chúng ta sẽ có độ dài cảm này rất là tốt chỉ mức khoảng tầm 11 mm thôi và phần càng lắc tô lắc chiếc này chúng ta thì sẽ lắc lắc khoảng 49. À, với tổng số kích thước này thì anh em đã nói rồi, để nó đẹp chiếc này thì anh em nên có chu vi tay khoảng tầm từ 16,5 cm trở lên, cực kỳ là đeo vừa vặn. Còn nếu mà tay như tay của em 15.8 tức là tay dưới 16 thì anh em có thể là nếu mà đeo thì sẽ cảm giác phần càng hơi dài và đồng hồ nó mặt số nó hơi to một chút ở trên cổ tay. Đẹp nhất thì anh em nên có tay khoảng tầm từ 16,5 trở lên là đeo rất đẹp. Còn nếu mà đeo ổn thì anh em có thể tay từ 16 là có thể đeo được chiếc hồ này rồi. Đó. Còn nếu tay dưới 16 chúng ta đeo chiếc đồng này cảm giác nó sẽ hơi to một chút nhé Còn về độ dày rất là vừa phải trên cổ tay thôi, không quá dày Tại vì độ dày em này chỉ mức khoảng 11mm thôi một Độ dày khá lý tưởng của chiếc đồng hồ cơ <laughs> Về mặt sau đồng hồ thì chúng ta sẽ thiết kế đáy hở máy để giúp anh em quan, quan sát được chuyển động của máy bên trong thì ở trên cơ băng này chúng ta sẽ có thiết kế được làm rất là đẹp này máy cơ bao tích 80 c07.111 của chúng ta thì sẽ có 23 chân kính tần số dao động của em này là 21.600 và tích cót của em này tối đa là được khoảng 80 tiếng bên ngoài chúng ta có logo thì sớm mà 83 mã dòng sản phẩm bước trong nước của em này là 53 tương đương 5m hoặc là 165 feet kính sapphire và thân vỏ làm thép không gỉ những cái thông tin rất là quen thuộc của phần đáy máy toàn bộ phần đáy máy này nó sẽ đánh bóng hết các bác nhá và hoàn thiện rất là tốt đẹp máy bên trong cũng có hoàn thiện rất tuyệt vời 23 chân kính đó. Bộ máy cơ tám 80 của nhà T-Shirt thì đã quá nổi tiếng rồi Đây là bộ máy có thời gian tích cót khá dài 80 tiếng Thì với 80 tiếng tức là khoảng tầm hơn 3 ngày Anh em không đeo đồng hồ thì đồng hồ nó vẫn đủ cót để hoạt động nhé Và ví dụ anh em vào ngày thứ 6 anh em nghỉ làm Đấy sau đến sáng thứ hai anh em lấy đồng hồ ra đeo thì nó vẫn đủ cót để hoạt động Đấy, Không cần anh em phải mất thời gian để tốn để chỉnh giờ và chỉnh lịch nữa Và cứ thế anh em đeo đồng hồ trên tay thôi Máy chúng ta đầy đủ chức năng, lên cót tự động, lên cót bằng tay chỉnh giờ chúng ta mở hai nấc kim dây dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây đồng hồ có lịch ngày ta bạn góc 12 giờ lịch ngày nhảy thì đây đang giờ buổi sáng với đồng hồ thụy sĩ thì phần lịch nó sẽ nhảy một phát rất khoát như này các bác nhé đó, nó không xoay tròn đồng hồ nhật để đây có anh em thể thấy là máy thụy sĩ nó khác là như vậy à, chỉnh giờ xong anh em đóng đúng lại kim dây sẽ chạy bình thường và chỉnh lịch ngày anh em mở đúng ra phần đất bạn ngược chỉ kim hồ chúng ta sẽ chỉnh lịch ngày sau chỉnh giờ thì ngày sau thì anh em nhớ đóng núm lại kiểm tra cẩn thận tránh mở đúng nước vào bước chống nước của sản phẩm này rất tốt là mức chống nước 50m các động thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái lưu ý với anh em là không mang chúng ta đi bơi tắm tắm lạnh mà tắm xuống hơi với mức giá bán cực kỳ dễ chịu là 11 triệu đồng nếu anh em mà thích châu này có thể làm với bên em thông qua số điện thoại để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đề với dưới phần mô tả của video các anh em gọi điện hoặc tin em sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc đồng này nhé cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi này của bên em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những gia đồng hồ tiếp theo